Với lại khi mình đi làm về bẩn các thứ ấy, bỏ dép các thứ ở chỗ cái hiên này nó sạch sẽ.
Em Thím ơi, cái đỗ này thì em nấu với cái gì? Cái đậu này em nấu với cái gì? Em nấu với rau đấy ạ. Rau gì? Rau cải. Rau cải hả? Sáng nay anh có mua cái thịt này này, ở đây nó có một cái đoạn xương ấy. Vâng. Xương sườn ấy em lọc, cắt nguyên cái chỗ xương đấy ra thôi. Vâng. Em băm xong em cho vào đây, vâng, nó ngọt hơn. Vâng. Làm đi nhá. Có gì thì tí nữa anh ra hỗ trợ sau, bây giờ anh đi xem các bác làm cái chỗ bể phốt xem như thế nào. Chỉ mong Chúa cho bò nên nên ra. Dùng hoàn tàu bò cho cá gì đó. Đây là vợ của chú Bí Thư nha các bác nhá, vợ của anh Mua ấy. Rất là chịu khó, hai vợ chồng thì theo nhau làm. Đây cái bể phốt thì nằm ở ngay gần cái mộ này các bác này. Thì cái chỗ này cháu Tuyên đã hỏi em Thím là về vấn đề liên quan đến khoảng cách giữa cái ngôi mộ và cái bể phốt thì em đã hỏi ý kiến của bố chồng chưa, bố mẹ chồng chưa. Thì cái chỗ chính cái bể phốt này là do bố chồng về chỉ để cho em ấy đào, do vậy là không có gì phải lo nghĩ cả nữa các bác ạ. Ui, chào anh nhá. Lên cao đi. Lên mấy hàng nữa anh? Hai hàng nữa. 2, 4, 6, 8 hàng. 8 hàng. À. Mình ngân hình 2 ô hay là 3 ô? 2 ô. 2 ô thôi à? Ừ, sang thế này 2 ô được. Ừ. Thế to rộng thế này. Rộng mà nhỉ? To lắm. Đây các bác ạ, to. Như các bác nhìn qua màn hình ảnh nhỏ thì cũng nhìn thấy mà. Đây, rất là to. Cái hố bể phốt này là thợ đào hay là nhà người ta đào anh? Nhà người ta khắc đào thôi. À, nhà người ta khắc đào thôi đúng không? Nó liên quan đến phần đất nữa nên là em Thím đã chủ động nhờ bà con để đào. Việc nào mình tự làm được thì cố gắng tự làm thôi. Còn ngoài ra thì nếu mà để thuê thợ các thứ thì mình sẽ phải cần rất là nhiều tiền. Và anh em thợ thì cũng có rất là nhiều việc với lại liên quan đến phần đất đấy các bác. Liên quan phần đất đến cái mộ ở chỗ này này. Hôm nọ anh em thợ cũng đã run sợ một lần rồi. Vì là bố chồng và mẹ chồng của em Thím là lên chửi bới rồi các thứ này kia thì anh em cũng ngán lắm rồi. Cũng không muốn động chạm đến cái gì rồi. Thì để tránh làm anh em mất lòng thì cháu Tuyên cũng đã lên tiếng về cái vấn đề này, bảo anh em, động viên anh em là không sao đâu. Cái này thì liên quan đến câu chuyện gia đình mà liên quan đến cái vấn đề riêng tư thì để anh em gia đình tự giải quyết, cháu Tuyên cũng sẽ không can thiệp nhiều. Thì hôm em Xá có lên đây và nói chuyện cùng với bố mẹ chồng của em Thím thì bố mẹ chồng cũng đã đồng ý là sẽ cho làm cái bể phốt ở khu vực bên này. Lúc đầu thì cháu Tuyên muốn làm đào chỗ góc trong khi các bác này. Có một cái khóm xả bên trong ấy, bên trong chỗ đầu của chỗ anh thợ xây này. Mình kia lùi ra bên kia một tí vì nó xa hơn. Còn liên quan đến cái vấn đề mà các bác đang thắc mắc đó là tại sao trong một thời gian dài như vậy thì không thấy em Xá Cụt và hai vợ chồng em Xá Cụt, tức nghĩa là chị dâu của nhà em Thím ấy, không lên giúp đỡ. Thì các bác thấy cái công việc này thì cũng biết hôm nọ là san cái nền này là một. Hai nữa là đào cái bể phốt thì cháu Tuyên đang ốm không lên được. Thì em Xá cũng điện cho cháu Tuyên là cả nhà em Xá về giúp đỡ. Tại vì đất thì lấp ở đây là không đủ, hôm nọ không đủ đất đâu các bác ạ. Phải đào đất ở ngoài đây này. Đấy. Phải chở thêm đất ở ngoài vào. Trong ngày hôm nay, ngày mai thì cái nhà em Thím sẽ xong nóc và hoàn thiện phần thô. Chuẩn bị là mua sắm một số vật dụng như là bồn cầu này. Và
chuẩn bị sắt để đổ cái bếp, bàn bếp ga. Nước bơm lên tẹt 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 thế này chứ. Đấy, để cái nước vào gạo này cho lợn này ăn tốt này, đỡ phí. Từ cái hôm mà bố chồng lên bảo về vấn đề khoảng cách giữa cái nhà ấy, đến nay thì bố mẹ chồng có lên nói gì thêm nữa không? À, đây, kẹp mic vào nói chuyện với các bác tí. Một xíu nữa không nói chuyện được các bác lại không nghe thấy. Các bác đang thắc mắc về cái vấn đề mà trước em Xá làm nhà thì em đến hộ nhiều, mà đến đây em làm thì không thấy em Xá với chị dâu về hộ. Thì anh đang bảo là những cái hôm về hộ thì anh không lên quay phim được. Chứ đảo về phốt các thứ là hôm nọ hai vợ chồng anh chị có lên hộ không? Dạ có anh ạ. Đấy, cũng nhiệt tình hỗ trợ nhau cho cái vấn đề này mà anh cũng đã quán triệt từ đầu rồi. Riêng em Xá thì không phải lo rồi. Em Xá thì sống tình cảm lắm. Sao nước bơm lên nó yếu thế nhỉ? Anh cảm giác nó chảy bé bé. Lên dốc là nó yếu lắm. Nước cũng sạch mà nhỉ? Ui, trời nắng quá các bác ạ. Làm hai bếp à? Vâng, cái bếp bên này em để ninh cái đậu kia. Cái đậu nó chưa chín. Cho xương vào chưa? Chưa nhá, để tí nữa nó dần chín lên cho vào. Được mà, cho vào luôn được mà. Rau gì đấy, nấu với rau gì đấy? Rau bắp cải nhá. Không có rau cải à? Không có nhá, em chưa có. Cái vườn rau cải bên này không nên ăn à? Có rồi nhưng mà ăn gần hết rồi anh ạ. Còn mấy còn chỗ kia thì nó mùa này bây giờ nó đang khô, không có mưa nên là nó lên không mà không tốt, không lên, nó lên nhưng mà nó chỉ bé bé tí không. Hiểu rồi. Nó lên nhưng mà cây nhỏ đúng không? Đấy, thổi phì thổi phò thế này mới được ăn cơm đấy các bác ạ. Một bữa cơm nấu bữa cơm ở vùng cao vùng sông xa cũng đơn giản thế nào đâu. Đấy là những hôm trời nắng, củi các thứ nó khô còn dễ nấu. Liên quan đến cái trời mà thời tiết nó cứ ẩm đạm mà kiểu như là mưa dầm thấm lâu ấy, kiểu đấy mà củi nó ướt nữa thì thôi rồi luôn, các bác thổi đến mắt đỏ hết. Vừa thổi vừa nhớ mẹ, kiểu đấy. Nước mắt cứ rơi thôi. Đi làm về mệt 1 giờ, 2 giờ chiều mà về đến nhà củi nó ướt hết, đun thì không cháy, thổi mãi nồi cơm không sôi thì bực mình lắm, ta không ăn. Thế thôi các bác ạ, không ăn thì không có sống và lao động được đâu. Cái này làm xong chưa mà vắt ngang ở đây? Chưa xong anh ạ. Chưa xong à? Vâng. Giờ này bận quá không làm được. Em tranh thủ buổi tối thôi, còn ban ngày thì em không rảnh làm. Tôi cố gắng xong cái nhà rồi thì thoải mái thời gian dư dả để mà làm. Vâng. Đây hôm nọ thì cháu Tuyền lấy thêm một xe gạch nha các bác nha. Lấy thêm một xe gạch này thì em Thím đã vận chuyển từ ngoài đường kia về đây rồi. Gạch thì nốt xe này khả năng là sẽ đủ. Thậm chí là cũng sẽ dư nhưng mà cũng không nhiều. Hiện tại bây giờ thì còn... Cái gạch bây giờ còn xây cái chỗ nào nữa không anh nhỉ? Gạch á? Ừ. Xây cái bình xúc xong là... Là hết là không dùng đến gạch nữa rồi nhỉ? Trước là chỗ này có gần làm như nhà xí không? Đâu? Này. Cái bậc lên nhà này á. Ừ. Bậc lên này thì... Thế thôi là phải làm như nhà xí. Em nghĩ là... Làm thì chỉ xây mô hàn ở đây thôi. Em nghĩ là không cần. Không cần đâu. Cái này thì... Không, thực ra sau này nếu mà em làm ấy thì em sẽ bảo em Thím tự làm. Ừ. Hoặc là trường hợp cần sự giúp đỡ các anh thì... Bây giờ mà làm thì cũng không biết làm kiểu gì. Bây giờ làm thì chị cũng chỉ làm ở chỗ cái gần cái chỗ đua kia ra.
về hết đến đây thì mình chỉ xếp một hàng gạch ở đằng trước, xong là đổ đất vào thôi. Để xem gạch cũng có dư không đã. Gạch dư thì gạch chắc chắn dư mà. Xem phải phô xong chắc chắn dư. Ừ. Dư thì mình làm thôi, làm xây nằm thôi, xây nằm từ góc này này. Xây nằm từ góc này ra đây. Xong là chạy từ đây ra hết bên kia về đây. Thì cho nhà người ta đổ đất vào mấy nữa là láng cái chỗ sân này nó cao hơn cái nền sân lớn này một tí. Xây nằm thì nó đi thấp rồi. À, đấy, nó phải thấp hơn cái nền nhà mình chứ anh. Đúng không? Nó là cái hiên mà. Cái này là mình tính là như kiểu sân hiên nhà mà. Mình không tính là cái sân đâu. Cái sân nó khác chứ. Cái này mình hiên thì để mình vệ sinh nhà cái thứ sạch sẽ, không để cái này thấp quá thì trẻ con thứ nó. Chỗ hiên ngoài, sân hiên ngoài này thì để thấp hơn nhỉ, đúng không? Ừ, mình phải thấp hơn cái nền nhà. Xây viên gạch nằm thôi. Đấy, xây viên gạch nằm là đổ đất vào nữa thì nó khi mà mình láng lên khoảng độ 3-4 phân nó thì nó cũng gần bằng cái dầm này rồi. Thì nó chỉ cao hơn cái tất nhiên là bây giờ láng làm sao thì em tính là nó phải thành một cái bậc nhỏ nhỏ ở chỗ đoạn này bước lên đây. Thì nếu mà trường hợp bất đắc dĩ thì mình sẽ xây mình sẽ đổ láng cái sân cái hiên này bằng cái viên gạch kia thôi. Đấy, không đổ quá cao. Ừ. Đúng rồi. Với lại khi mình đi làm về bẩn các thứ ấy, bỏ dép cái thứ ở chỗ cái hiên này nó sạch sẽ. Không đến lúc mình đi dép vào trong thì bẩn quá. Đi lại nó cũng khó. Đây là gian phòng nhà tắm và nhà vệ sinh chung các bác ạ. Nhà tắm nhà vệ sinh chung đây. Còn khu vực này thì là nhà bếp. Thời gian tới này sẽ là cái có cái bàn bếp ga ở đây ở khu vực này. Đấy. Đây là phòng ngủ thì như các bác một số các bác anh chị góp ý bảo là cái phòng ngủ này là không cần phải ngăn nữa để thông luôn sang bên kia. Thì nói với các bác như này, một số các bác góp ý thì cháu Tuyên cũng rất là cảm ơn thôi. Tuy nhiên thì về cuộc sống của bà con ấy, nhiều lúc là nó cũng hơi lộn thuộm liên quan đến quần áo rồi là liên quan đến đồ đạc ở cái phòng riêng tư ấy, thì nó không được riêng tư. Với lại cái đồ đạc quần áo phụ nữ thì người ta cũng không muốn phơi bày ra bên ngoài để cho khách khứa người ta đi vào thì cái là nhìn thấy quần áo nó lộn thuộm như thế thì nó ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ cái ngôi nhà luôn các bác ạ. Phụ nữ thì có cái nhiều cái nó phức tạp lắm các bác ơi. Cháu Tuyên thì cũng không biết rõ lắm nhưng mà để mà nói thì phụ nữ thì ai cũng vậy thôi, người nào cũng như người nào thôi, đồ đạc các thứ nó sẽ nhiều hơn đàn ông rất nhiều. Và cái phụ nữ thì bao giờ cũng phải chăm con chăm cái nữa, thì khi con cái bừa bộn ra thì nó cũng ảnh hưởng đến cái hình ảnh của một gia đình. Do vậy là mình làm phòng kín như thế thì nó vừa là riêng tư, vừa là có không gian để chống trẻ con vào quậy phá rồi là bê đồ đạc lỉnh kỉnh ra ngoài để bừa bộn cho em thím dọn dẹp nữa. Các bác đang bơm nước thì bị tụt nước ở đây này. Nước chảy lênh láng hết ra sân này. Để xem kiểm tra vật liệu xem mà có đủ không các bác nhé. Xin này đi một nửa cho anh mua. Chị ạ? Ừ? Nếu mà đi một nửa là sao mà đủ làm? Đi một hàng là theo 2 sao thôi. Một hàng á? Có đi một hàng thôi. À, 2 hàng rồi. 2 hàng rồi. 2 hàng rồi. Chỉ được gần một nửa rồi đấy. 2 hàng đi. Số 7 hàng đi ạ? Thế vừa đi một hàng. Đi một hàng đấy. 2 hàng nữa. Máy làm. Bây giờ là lập mái trước hay là chát trước? Cứ lập mái trước. Lập mái trước à? Năm mình vẫn làm được. Ờ. Thế tạm thời là để nó khô. Nó khô bây giờ anh chiều làm gì? Chiều thì
Tí nếu mà có sát thì làm cái 5-7 phút rồi là xay à. Làm cái bà bích gam. Bà bích gam. Còn chưa hết giờ, chưa hết chiều buổi chiều thì chắc là đằng sau nhà. Chắc đằng sau à. Ừ, thấy công việc thế. Cũng hợp lý đấy nhỉ, sắp xếp công việc thế hợp lý đấy. Có cái đoạn cây nào đặt luôn lên hộ em với. Anh có cầm mấy khoan đi không? Có, không. Hôm nay còn giật, nếu mà dùng thì mấy hôm ăn đây. Phải đục cái chỗ này thì mới đút được cái xà. À, cái này không cần đục nữa. Dùng bút đập phát là nó thủng luôn. Thật á? Ở trong cái gạch nó có lỗ mà. Ờ. Úi, lấy cái nồi về làm gì đấy? Bây giờ là xong hết rồi các bác ạ. Mai thì sẽ bắt đầu đo cái mái tôn để chuẩn bị cho cái vật liệu mới lên thôi. Đường đang khô tranh thủ. Còn một chuyến vật liệu nữa các bác, cháu Tuyền sẽ kết hợp chuyến vật liệu này cùng với cái chuyến tôn lên một thể luôn. Để làm sao cho nó vừa đủ luôn. Cái nồi đấy để nấu cái gì? Cái nồi này để nấu cái gì? Cái nồi em nấu rau với cả đậu. Cái nồi kia đựng kia không nấu hết được. To quá, à bé quá. Không phải bé quá mà là to quá, nấu hết thì nó lại kiểu nó thừa ra. À. Ăn không hết thì tối lại cái để một phần để mai nấu. Ừ. À, hiểu rồi. Thời gian này lợn liếc như nào đấy, có chăm tốt không đấy? Chả thấy đả động đến con lợn tí nào ấy. Sao im lặng thế nhỉ? Không thấy lợn kêu, tầm giờ này đáng lẽ nó phải đòi ăn rồi mới phải chứ nhỉ? Sơn hả? Ăn no nằm năn lốc đây này. Tại cái thời gian này các bác đây này, cám nó cũng khác hơn một tí. Thời gian vừa rồi thì cám không có nhiều các bác. Nằm ăn xong nằm những lợn sướng nhất đấy. Cái này là cái cám bây giờ, cái thức ăn của lợn bây giờ nó đầy đủ hơn tí, vì thời gian trước thì không có cái cám gạo kia thì lợn nó ăn ít hơn. Bây giờ có cám gạo thì nó cũng đỡ hơn, ăn nhiều hơn, với lại nó có nhiều chất thì nó sẽ ở yên, còn không là đến giờ này nó kêu ầm ầm lên rồi. Nghỉ thôi nhỉ. 11 rưỡi rồi. Mì cơm nước. Nghỉ xem là có món gì thì hộ nhau chế biến ăn cơm. Cái này ăn cái này bao giờ chưa? Cái này. À? Có thời chiều con vẫn đi chăn trâu ăn suốt này. Hai cái này mình xong là mình dã với ớt ngon lắm. Ừ. Thơm. Có mùi thơm. Chấm. Nó he he một tí, nó giống mùi kiểu hạt tiêu luôn ấy. Đúng rồi, gần như thế. Thôi nghỉ thôi. Cái này là cái gì nhỉ? Mặc tang. Mặc tang. Cái này ở vùng cao mình gọi là mạc tang. Còn nếu mà ở vùng theo như các bác gọi thì phần lớn là anh em thường hay gọi là hạt tiêu rừng. Gọi là cây tiêu rừng. Cây nó không phải là cây như ở cái hạt tiêu thì thường nó là cây dây leo. Nhưng cái loại này nó là cây thân cứng. Cái này ở bên Lào Cai với bên Đắk Lắk người ta dùng nhiều lắm. Với lại đa số ở bên đấy là người ta thu mua nhiều. Ta làm thành cái gia vị chẩm chéo kia họ có dùng cái này không nhỉ? Không, chẩm chéo kia lại dùng cái hạt tiêu rừng mắc khén. À. Mắc khén là nhiều với lại hạt dổi. À vâng. Đấy, còn cái này thì ít. Cái đó cũng là cái gia vị chuẩn đấy. Ừ, cái kia thì chuẩn rồi nhưng mà cái kia là khu vực Tây Bắc thôi. Ở Đông Bắc mình thì lại không dùng cái đấy nhiều. Ở Đông Bắc mình thì lại dùng đa phần là dùng tẩu xí. Tẩu xí thì khác hơn cái đấy. Tẩu xí là nó là dạng như kiểu một loại nước tương ấy. Đặc sản đấy, từng vùng đấy. Đấy, từng vùng nó có một cái món đặc sản riêng mà. Đấy. Kiểu như mình là vùng mình là nó ấm hơn ở bên đấy nó lạnh hơn thì người ta sử dụng những cái món nó cay hơn, nồng hơn. Bên mình thì sử dụng những cái món nó dịu hơn một tí. Thôi bảo anh em nghỉ ngơi tạm thời thôi.
để ăn cơm nước đã xong làm tiếp. Ta không nên mà so cho nó. Ừ, so với gì ta xu mẫu rồi. 7 phút xong rồi má. Tao má. Chị tao hết à? Bây giờ đây này các bác, thu nóc xong hết rồi. Nhà to lắm các bác ạ, to mà nó cao. Nhìn trông vậy thôi nó rất là cao các bác ạ. Chiều cao từ dưới đất lên nó vút chỉ luôn. Rất là đẹp rồi, các bác nhìn thoáng qua biết nó đẹp như nào. Cực kỳ là đẳng cấp ngôi nhà như này. Đúng, y xì nhà em Xính mà đẹp. Thôi rồi luôn các bác, lung linh. Từ cái viên gạch đặt rất là thẳng tắp luôn. Đấy, một số các bác bảo là thợ ở trên này xây nó không đẹp, nhưng mà không cần phải, mình cũng không nên chi li quá, bởi vì thợ ở đây thì không phải là thợ siêu cao thủ, siêu đẳng cấp, nhưng mà về độ chắc chắn và cái độ kết cấu thì phải nói là đẹp.